soát và đàm phán các hợp đồng huy động vốn bằng nợ và vốn chủ sở hữu. Giả sử bạn đã chuẩn bị kỹ càng hồ sơ huy động vốn và vừa nhận được đề xuất cho vay từ một ngân hàng, nhưng bạn thấy tài liệu ngân hàng phức tạp và khó hiểu. Làm thế nào để biết liệu đây có phải là đề xuất có lợi và có thể đàm phán thêm không? Bài học này sẽ giúp bạn xác định các yếu tố quan trọng cần trà soát trong hợp đồng vay, những nội dung bạn có thể đàm phán và cách đàm phán với bên cho vay và nhà đầu tư. Các yếu tố quan trọng của một hợp đồng vay Trước khi phát hành hợp đồng vay, bên cho vay thường gửi thư thông báo đề cập sơ bộ thỏa thuận giữa các bên và điều khoản và điều kiện của khoản vay. Thư thông báo thể hiện các nội dung của hợp đồng vay. Nên bạn cần kiểm tra thư kỹ lưỡng trước khi ký. Bạn cũng có thể hỏi ý kiến chuyên gia hoặc nhờ người có kinh nghiệm. Nên nhớ hợp đồng vay không áp đặt bạn nó không đơn giản là chuyện chấp nhận hay bỏ qua. Bạn có quyền đàm phán mọi khía cạnh của hợp đồng. Sau đây là một số điểm chính cần rà soát. Đầu tiên, kiểm tra số tiền vay và thời hạn vay vốn. Đặc biệt chú ý đến kế hoạch giải ngân. và kế hoạch trả nợ. Đối chiếu với kế hoạch về dòng tiền để xem khoản vay có mang về đủ tiền vào thời điểm bạn cần và có cho phép bạn trả nợ khi có sẵn tiền mặt hay không. Bạn có thể đề nghị bên cho vay điều chỉnh số tiền cho vay và thời hạn khoản vay để hỗ trợ tốt hơn cho kế hoạch phát triển cung cấp kế hoạch về dòng tiền chi tiết và giải thích rõ ràng nhu cầu về tiền mặt của bạn cho bên cho vay. Thứ hai, kiểm tra lãi suất. Vay vốn nghĩa là bạn muốn tạo thêm lợi nhuận mà không phải bổ sung thêm vốn chủ sở hữu. Nhưng nếu lãi suất cao đến mức chi phí vay sẽ ngốn hết mọi khoản thu nhập bổ sung có được khi đó khoản vay này không có nghĩa lý gì. Nếu lãi suất được đề xuất cao hơn ước tính ban đầu của bạn, hãy tính toán mức lãi suất mới với dự trù báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để xem bạn có chấp nhận được mức lãi suất đó không. Việc có được lãi suất tốt là điều vô cùng quan trọng. Thậm chí chỉ cần giảm được 1 trên 8 điểm hoặc ít hơn cũng giúp tiết kiệm đáng kể trong suốt thời gian khoản vay bạn hãy tham khảo nhiều nơi và kiểm tra lãi suất của các nguồn khác nhau lãi suất cho vay thường do ngân hàng trung ương quy định vì vậy bạn cần xác nhận xem lãi suất của ngân hàng có nằm trong mức quy định hay không nếu không đề nghị bên cho vay điều chỉnh lãi suất cho phù hợp bạn cũng có thể cung cấp dự trù báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mới cho bên cho vay và đề nghị họ xem xét một mức lãi suất hợp lý hơn với kế hoạch của bạn lưu ý là các doanh nghiệp có doanh thu cao thường sẽ có tiếng nói hơn khi đàm phán cơ cấu lãi suất cũng không kém phần quan trọng bạn cần kiểm tra xem lãi suất được tính trên tổng khoản vay hay chỉ tính trên số tiền chưa thanh toán nếu việc trả nợ tiến hành theo hình thức trả góp các phần bằng nhau thì nhiều khả năng lãi suất được tính trên toàn bộ khoản vay nếu tổng số tiền trả nợ giảm dần trong quá trình hoàn trả khoản vay thì nhiều khả năng lãi suất chỉ tính trên số tiền thực tế còn nợ tất nhiên thanh toán lãi suất chỉ tính trên phần nợ gốc chưa thanh toán sẽ có lợi cho bạn hơn hãy cố gắng đàm phán vấn đề này ngoài ra bên cho vay thường thả nổi lãi suất để giảm thiểu rủi ro nghĩa là lãi suất có thể không cố định trong toàn bộ thời hạn vay và sẽ thay đổi phụ thuộc một số điều kiện trong trường hợp này bạn sẽ không thể biết chi phí lãi của mình sẽ là bao nhiêu do đó bạn sẽ khó kiểm soát được việc khoản vay sẽ mang lại lợi nhuận hay không là bên vay, bạn cần cố gắng đàm phán một mức lãi suất trần tối đa cho lãi suất khả biến. Bằng cách đó, bạn sẽ biết được số tiền lãi tối đa phải trả cho khoản vay. Bạn cũng có thể cân nhắc đàm phán một mức lãi suất cố định với bên cho vay, nhưng ngân hàng sẽ đưa ra một mức lãi suất cố định chỉ cao hơn lãi suất thả nổi hiện hành một chút. Ví dụ thêm 0,5%. Mặc dù có tốn kém hơn, nhưng sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn và cho phép bạn lập dự trù chính xác. Mời các bạn nghĩ giải lao và điểm lại những nội dung đã học.